Bất động sản khai trí xin kính chào quý khách. Mở đầu cho một bước ngoặt mới, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe quý khách hàng xa gần một lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất và thành công nhất. Cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã hết lòng tin tưởng chúng tôi và đầu tư đại thắng. Hôm nay, công ty chúng tôi lại tiếp tục mở bán những sản phẩm mới tiếp theo như sau. Dự án khu dân cư đô thị mới khai trí Golden Land với mô hình ý tưởng thiết kế nhà vườn, khu dân cư kinh tế mới, địa chỉ ấp 5 xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Mục 1, sản phẩm đất thổ cư phù hợp xây dựng nhà ở với diện tích 1.000 m2, loại đất ở hợp pháp xây cất nhà vườn làm nơi nghỉ dưỡng, nhà yến. Mục 2, pháp lý, sổ sách nghiêm chỉnh, công chứng sang tên trong ngày. Hình thức giao dịch, quý khách hàng có thể mua và được hỗ trợ qua ngân hàng 50% giá trị đất với lãi suất thấp nhất theo quy định nhà nước. Ưu tiên quý khách đến trước với nhiều ưu điểm hỗ trợ tốt nhất như hỗ trợ xây dựng và các hình thức vay theo nhu cầu. Công ty bất động sản khai trí cam kết với quý khách hàng bằng giá trị thực. Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc với ba chữ nhất, trách nhiệm nhất, phù hợp nhất và uy tín nhất. Công ty bất động sản khai trí rất vui được chào đón quý khách hàng với các sản phẩm bất động sản thực. Xin chân thành cảm ơn. Bất động sản khai trí xin kính chào quý khách. Mở đầu cho một bước ngoặt mới, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe quý khách hàng xa gần một lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất và thành công nhất. Cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã hết lòng tin tưởng chúng tôi và đầu tư đại thắng. Hôm nay, công ty chúng tôi lại tiếp tục mở bán những sản phẩm mới tiếp theo như sau. Dự án khu dân cư đô thị mới khai trí Golden Land với mô hình ý tưởng thiết kế nhà vườn, khu dân cư kinh tế mới, địa chỉ ấp 5 xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Mục 1, sản phẩm đất thổ cư phù hợp xây dựng nhà ở với diện tích 1.000 m2, loại đất ở hợp pháp xây cất nhà vườn làm nơi nghỉ dưỡng, nhà yến. Mục 2, pháp lý, sổ sách nghiêm chỉnh, công chứng sang tên trong ngày. Hình thức giao dịch, quý khách hàng có thể mua và được hỗ trợ qua ngân hàng 50% giá trị đất với lãi suất thấp nhất theo quy định nhà nước. Ưu tiên quý khách đến trước với nhiều ưu điểm hỗ trợ tốt nhất như hỗ trợ xây dựng và các hình thức vay theo nhu cầu. Công ty bất động sản khai trí cam kết với quý khách hàng bằng giá trị thực. Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc với ba chữ nhất, trách nhiệm nhất, phù hợp nhất và uy tín nhất. Công ty bất động sản khai trí rất vui được chào đón quý khách hàng với các sản phẩm bất động sản thực. Xin chân thành cảm ơn.